áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Hi guys, chào tất cả con, cô là Linh. Và hôm nay cô rất vui vì chúng ta lại có thể tiếp tục gặp nhau trong video bài giảng của chương trình tiếng Anh lớp 4. Và như con đã biết là chúng ta đã đi đến unit thứ 12 rồi đúng không nào? Và chúng ta đã cùng nhau khám phá xong unit lesson đầu tiên là lesson 1. Và chúng ta hôm ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với lesson 2 của unit thứ 12 với chủ đề là What does your father do? Như con đã biết là trong lesson 1 chúng ta đã cùng nhau học được về cấu trúc gì nhỉ? Cấu trúc hỏi về nghề nghiệp của ai đó làm nghề gì. Và để trước khi bắt đầu vào lesson 2 ngày hôm nay thì cô mời các bạn sẽ cùng nhau đến với đoạn một phần đó là phần review lesson 1. Chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập lại là trong cái bài 1 này này chúng ta học được cái cấu trúc gì và cái cấu trúc đấy có thể áp dụng như thế nào nhá. Đầu tiên các bạn có thể nhìn thấy trong đây là các bức tranh và các con đều thấy các bức tranh ở đây đều là hỏi về gì nhỉ? Hỏi nghề nghiệp. Ví dụ như bạn Nam này, bạn hỏi bạn Mai là What does your father do, Mai? Bố cậu làm nghề gì đấy Mai? Thì bạn Mai trả lời là He's a teacher. He's a teacher. Ông ấy là một giáo viên. Và tiếp theo là người ta hỏi về cả nghề nghiệp của mẹ là What about your mother? Vậy thì còn mẹ cậu thì sao? She's a nurse. Mẹ tớ là một y tá. Và cuối cùng là hỏi về chị gái của Mai làm nghề gì? What does your sister do? Vậy chị gái của cậu làm nghề gì vậy? Thế Mai mới trả lời là She's a student. Chị tớ là một học sinh. Vậy các con có thể thấy trong đây mình có cấu trúc gì nhỉ? Trong đây đây là câu hỏi dùng để hỏi về nghề nghiệp của từng người trong từng thành viên trong gia đình của bạn Mai. Vậy mình sẽ cấu trúc hỏi về nghề nghiệp của ai đó thì mình sẽ có cấu trúc sau ạ. What does your dot 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 do? Người thân của bạn làm nghề gì vậy? Mình có thể điền vào chỗ trống vào đây là bố này, mẹ này, anh trai, chị gái, ông bà, cô dì, chú bác đều được. Và mình sẽ trả lời theo cấu trúc là his or she's. Và đằng sau là cộng với a hoặc an và tên nghề nghiệp, đúng không nào? Ví dụ mình có câu này, anh trai của cậu làm nghề gì vậy? What does your brother do? Anh trai của cậu làm nghề gì? Mình nói anh trai của mình là một giáo viên thì mình nói thế nào nhỉ? He's a teacher. He's a teacher. Anh trai của tớ là một giáo viên. Rồi vừa rồi là chúng ta cùng nhau điểm qua được cái phần review the lesson 1. Cái phần ôn tập về lesson 1 là cái cấu trúc. Trong cái bài đầu tiên thì đây là cái cấu trúc quan trọng nhất mà các con cần phải chú ý, đó là cấu trúc hỏi về nghề nghiệp. Và các từ vựng liên quan đến nghề nghiệp cô đã giới thiệu ở bài trước rồi. Bây giờ mình sẽ cùng nhau đến với lesson 2 để xem là qua bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ ôn tập được cấu trúc gì cũng như là từ vựng gì mới nhá. Rồi, cô mời các con nhìn bài tập đầu tiên nào. Look, listen and repeat. Cái bài tập đầu tiên này cũng như vậy thôi ạ. Đó là chúng ta sẽ cùng nhau nhìn vào bức tranh, cùng nhau nghe đoạn băng và nói lại. Các con có thể nhìn bức tranh ở đây, trong đây có người ta có trên bảng có chữ The Job Game. The Job Game nghĩa là gì nhỉ? Nhưng một chơi cái trò chơi liên quan đến nghề nghiệp. Và các bạn có thể thấy ở đây có hai người chơi và họ lần lượt, các bạn ấy trả lời, lần lượt hỏi và trả lời những câu hỏi của nhau. Rồi và bây giờ mình sẽ cùng nhau để biết thêm là cái trò chơi này nó được diễn ra như thế nào. Và các bạn ấy đã cùng nhau hỏi và trả lời những câu hỏi gì. Thì cô mời các bạn cùng nhau lắng nghe đoạn băng nhé. Look, listen and repeat. A. Let's play a game of jobs. Okay. B. She's a doctor. Where does she work? In a hospital. Well done. Now it's your turn. C. He's a worker. Where does he work? In a factory. Great. D. She's a farmer. Where does she work? In a field. Correct. Right, vừa rồi là cô và các bạn cùng nhau lắng nghe đoạn băng giữa hai bạn rồi đúng không nào? Bạn Nam và bạn Mai. Để nói về cái trò chơi này thì bây giờ cô và các bạn sẽ cùng nhau repeat lại cái đoạn hội thoại giữa hai bạn nhé. Đầu tiên nào, bạn Mai bạn mới nói là Let's play a game of jobs. Nào, bây giờ nó sẽ cùng nhau chơi cái trò chơi về nghề nghiệp đi. Thế bạn Nam nói là ok, được thôi. Bây giờ bạn Mai bạn hỏi câu là She's a doctor. Where does she work? Cô ấy là một bác sĩ, vậy cô ấy làm việc ở đâu? Có nghĩa là người bạn Nam đang hỏi đến là nghề nghiệp. Bạn Nam bạn đang giới thiệu một người là làm bác sĩ này. Vậy thì cái nơi mà cô ấy làm việc là làm ở đâu? Bạn Mai trả lời là in a hospital.
À, làm ở đâu các bạn nhở? Trong một bệnh viện. Xong bạn bạn Nam nói là well done, now it's your turn. Là bạn Nam thấy bạn Mai trả lời đúng rồi và bây giờ sẽ là đến lượt của bạn Mai hỏi bạn Nam. Bạn Mai hỏi là gì nhở? He's a worker. Where does she work? He's a worker. Where does he work? Anh ấy là một công nhân. Vậy anh ấy làm việc ở đâu? Công nhân thì làm việc ở đâu nhở? Bạn Nam bạn suy nghĩ và bạn Nam trả lời là in a factory, ở trong nhà máy. Và đây là một câu trả lời hoàn toàn chính xác. Tiếp theo là đến lượt của bạn Nam hỏi bạn Mai nào. She's a farmer. Where does she work? Cô ấy là một gì nhở? Farmer là một nông dân. Vậy nghề nghiệp cô ấy làm việc ở đâu? Thì bạn Mai bạn mới trả lời là in a field, trên một cánh đồng. Và đây cũng là một câu trả lời đúng. Vậy vừa rồi cô đã cho các bạn xem cái nội dung của những cái bức tranh này. Và các bạn có thể đoán ra được cái luật chơi của cái game này là gì không nhở? Luật chơi của game ở đây cô có thể giải thích cho các bạn một chút nhá. Luật chơi ở đây có nghĩa là một bạn sẽ đưa ra một cái nghề nghiệp và hỏi xem là cái bạn đối phương của mình có biết là cái nơi mà nghề nghiệp mà người ta làm việc ở đâu hay không. Ví dụ như là cô ấy là một bác sĩ, vậy cô ấy làm việc ở đâu? Người ta sẽ hỏi đến nơi, nơi chốn, nơi mà người ta làm việc khi mà người ta làm nghề này. Ví dụ như là nếu người ta làm công nhân vậy thì người ta làm việc ở đâu này? Hay nếu người ta là nông dân thì người ta làm việc ở đâu? Hay là người ta là bác sĩ thì người ta làm việc ở đâu? Và người ta chúng ta có những câu trả lời như là in the hospital là trong bệnh viện, hay là in a factory là trong nhà máy, hoặc là in a field là trong cánh đồng. Rồi vừa rồi cô và các bạn đã cùng nhau đi qua bài tập đầu tiên Look, Listen and Repeat. Và bây giờ mình sẽ cùng nhau đến với phần chính của bài học ngày hôm nay. Là qua cái đoạn bài tập đầu tiên này thì có cái cấu trúc câu gì mà các bạn cần chú ý thì cô mời các bạn sang đến phần 2. Sentence structures là các cấu trúc câu mà các bạn cần chú ý. Các bạn nhìn cho cô vào những bức tranh cô cắt ra đây ạ. Là bức tranh B, C và D. Các bạn thấy ở đây có một cấu trúc câu hỏi là gì nhỉ? Đầu tiên đây là câu She is a doctor. Cô ấy là một bác sĩ. Và có cấu trúc câu Where does she work? Cô ấy làm việc ở đâu này? Where does he work? Anh ấy làm việc ở đâu? Where does she work? Vậy mình sẽ có cấu trúc câu là hỏi về nơi mà người ta làm việc, nơi mà người ta công tác, người ta làm việc thì mình sẽ cấu trúc câu gì nhỉ? Where does a or an do work? Câu này mình có thể trả hỏi hiểu là nơi mà một chấm 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 làm việc ở đâu? Mình có thể viết là a hoặc an cộng với danh từ chỉ nghề nghiệp works, xong cộng với nơi chốn. Ví dụ câu này các bạn có thể thấy nhá. Ví dụ câu hỏi là vậy một bác sĩ thì làm việc ở đâu? Mình có thể viết thế nào nhỉ? Where does a doctor work? Vậy bác sĩ thì làm việc ở đâu? Thì mình sẽ trả lời một câu hoàn chỉnh là a doctor works in a hospital. Bác sĩ thì làm việc ở trong bệnh viện. Vậy cô thử có hỏi một câu là vậy thì giáo viên làm việc ở đâu? Thì mình sẽ nói thế nào nhỉ các con? Where does a teacher work? Vậy giáo viên làm việc ở đâu? Mình sẽ trả lời là a teacher works at school. Giáo viên làm việc ở trong trường. Đúng không nào? Và đây là cấu trúc mà các bạn cần chú ý cho cô nhé. Đây là cấu trúc quan trọng nhất trong bài lesson 2 ngày hôm nay đấy ạ. Là cấu trúc hỏi về nơi làm việc của từng nghề nghiệp khác nhau. Ví dụ là giáo viên thì sẽ làm việc ở trường, bác sĩ sẽ làm việc ở bệnh viện, hay là nông dân sẽ làm việc ở trên cánh đồng, hay là các công nhân thì làm việc trong nhà máy. Và đây chính là cái cấu trúc hỏi về nơi mà họ làm việc, là vào nơi mà một nghề nghiệp người ta thường công tác ở vị trí nào thì người ta sẽ làm việc ở đâu, đúng không nào? Và giờ để có giúp các bạn ôn tập này, củng cố lại cái cấu trúc này thì cô mời các bạn cùng nhìn sang bài tập số 3 nhá. Point and say, chỉ và nói. Và các bạn có thấy đây chính là cấu trúc mà chúng ta vừa được học đấy ạ. Cấu trúc hỏi về nơi mà một người làm việc ở đâu, nơi mà từng nghề nghiệp người ta làm việc. Và trong đây có 4 bức tranh A, B, C và D. Và trong 4 bức tranh này người ta sẽ cho các bạn biết nghề nghiệp này và nơi làm việc của từng người một. Đầu tiên nào, đầu tiên đó là nghề gì các bạn? Doctor là bác sĩ. Và nơi làm việc của họ ở đâu nhỉ? In the hospital là ở trong bệnh viện. Nghề thứ hai trong bức tranh B đó là farmer là nông dân. Và nơi làm việc của họ là in a field là trên cánh đồng. Thứ ba đó là worker là công nhân. Và nơi làm việc của họ là in a factory là trong một nhà máy. Và nghề thứ tư ở đây là the clerk. Ở đây các bạn có thể hiểu là kế toán này. Và nghề làm việc của họ là in an office là trong văn phòng.
Rồi bây giờ mình sẽ cùng nhau làm lần lượt từng bức tranh một để hoàn thành câu sẹo dựa theo những cấu trúc mình đã học nhé. Ok, bức tranh đầu tiên nào. Các bạn thấy đây là bức tranh mà hỏi về nơi làm việc của ai nhỉ? Của một bác sĩ. Vậy nơi làm việc của một bác sĩ chúng ta có thể viết như thế nào nhỉ? Where does a doctor work? Bác sĩ làm việc ở đâu? Và mình có thể trả lời thế nào? A doctor works in a hospital. Là bác sĩ làm việc ở trong bệnh viện. Đến bức tranh B nào. Đây là gì đấy các bạn? Farmer là công nhân. À sorry, nông dân. Vậy người ta hỏi là nông dân thì làm việc ở đâu vậy? Thì mình sẽ hỏi và họ nông dân thì làm việc ở trong cánh đồng. Mình sẽ viết như thế nào nhỉ? Where does a farmer work? Nông dân, một người nông dân thì làm việc ở đâu? A farmer works in a field. Một người nông dân thì làm việc ở trên cánh đồng. Rồi mình sẽ cùng nhau đến bức tranh C, bức tranh D nhá. Bức tranh C ở đây đó là nghề nghiệp là một gì các bạn? Worker là một công nhân và làm việc là in a factory là một trong nhà máy. Vậy mình sẽ nói thế nào nhỉ? Where does a worker work? Vậy một người công nhân thì làm việc ở đâu? Mình sẽ nói thế nào? A worker works in a factory. Là một người công nhân làm việc ở trong nhà máy. Rồi đến bức tranh D nào. Có từ clerk, clerk. Ở đây là về kế toán này. Và in an office là ở trong văn phòng. Vậy câu này người ta hỏi là kế toán, một người kế toán thì làm việc ở đâu? Mình sẽ nói thế nào nhỉ? Where does a clerk work? Where does a clerk work? Vậy một người kế toán làm việc ở đâu? Mình sẽ nói là a clerk works in an office. Là kế toán thì làm việc ở trong văn phòng. Alright, vừa rồi là cô và các con đã cùng nhau hoàn thành xong bài tập số 3 là bài tập Point and Say rồi đúng không nào? Và qua bài tập này thì cô tin là chúng ta đã có phần nào đấy nắm rõ hơn và sử dụng thành thạo hơn cái cấu trúc mà hôm nay chúng ta được học là cấu trúc hỏi về nơi chốn, hỏi về nơi mà một công việc người ta làm việc ở đấy. Và mình có những rất nhiều ví dụ như là một người bác sĩ thì làm việc ở đâu thì chúng ta hỏi như thế nào, hay là một người công nhân, một người nông dân làm việc ở đâu rồi đúng không nào? Và bây giờ mình sẽ cùng nhau đến với bài tập thứ tư để xem là bài tập thứ tư trong bài lesson 2 này người ta yêu cầu chúng ta làm gì nhá. Ok, các con nhìn cho cô vào trong slide của bài tập thứ tư nào. Listen and number. Vậy bài tập thứ tư này đầu tiên người ta yêu cầu chúng ta làm gì? Listen là cùng nhau lắng nghe đoạn băng này. And number là đánh số. Vậy các bạn có thể thấy là trong đoạn băng này người ta sẽ đưa cho các bạn một đoạn hội thoại và chúng ta phải đánh số lần lượt cái sự xuất hiện của những cái nghề nghiệp này ở trong đoạn hội thoại bằng số thứ tự từ 1 đến 4 đúng không nào? Và bây giờ để có thể hoàn thành được bài tập thứ tư này thì cô mời các con cùng nhau lắng nghe đoạn băng nhé. Listen and number. Can you talk about your parents' jobs and where they work? Yes. Okay. My father is a farmer. He works in a field. How about your mother? She's a nurse. She works in a hospital. Thanks for your answers. You're welcome. Now, what about you? What does your father do? He's a doctor. He works in a hospital. How about your mother? She's a teacher. She works in a primary school. Thanks for your answers. You're welcome. Alright, vừa rồi là cô và con đều cùng nhau lắng nghe đoạn băng rồi đúng không nào? Và bây giờ chúng ta có thể để hiểu rõ hơn là để đoạn băng này người ta nói về cái gì, nói những thông tin gì liên quan đến những nghề nghiệp này, thì cô mời các bạn cùng nhau đến với đoạn script của đoạn hội thoại để cô và các bạn có thể đọc và dịch để hiểu rõ hơn nhá. Ok, ở đây có đoạn hội thoại là xuất hiện của ba nhân vật là bạn A, B and C, là ba bạn A, B và C. Chúng ta sẽ cùng nhau đọc, cô sẽ giúp các bạn đọc và dịch để các bạn hiểu rõ hơn là đoạn hội thoại giữa ba bạn này là gì nhá. Đầu tiên bạn A nói là gì nhỉ? Can you talk about your parents' jobs and where they work? Là cậu có thể nói cho tớ về nghề nghiệp của bố mẹ của cậu được không? Và họ làm việc ở đâu đấy? Bạn B trả lời là yes, okay, my father is a farmer. He works in the field. À được thôi, bố tớ thì là một gì các bạn nhỉ? A farmer là một nông dân và ông ấy làm việc ở trên cánh đồng. Vậy bạn A hỏi là how about your mother? Vậy mẹ của cậu thì sao? Bạn B trả lời là she's a nurse. She works in a hospital. À, mẹ của tớ là một y tá và bà ấy làm việc ở trong một bệnh viện. Bạn A là thanks for the answers.
Bạn A mới trả lời là cảm ơn vì sau khi hỏi được lấy được thông tin mình cần thì bạn A mới nói là cảm ơn vì đã trả lời câu hỏi của tớ. Bạn B nói là you are welcome, không có gì đâu. Tiếp theo đến đoạn hội thoại B, đó chính là đoạn hội thoại giữa bạn A và bạn C. Chúng ta sẽ cùng nhau xem đoạn hội thoại của bạn A và bạn C nó có khác gì với đoạn hội thoại giữa bạn A và bạn B không nhá. Bạn A bắt đầu câu chuyện trước nào. Now what about you? What does your father do? À thế bây giờ cậu thì sao vậy? Bố cậu làm nghề gì vậy? Bạn C mới nói là he's a doctor. He works in a hospital. À bố tớ là một bác sĩ và ông ấy làm việc ở trong một bệnh viện. How about your mother? Vậy còn mẹ của cậu thì sao? She's a teacher. Mẹ của tớ là một giáo viên. She works in a primary school. Mẹ tớ là làm việc trong một trường gì các bạn? Một trường tiểu học. Sau khi nghe xong câu trả lời mà mình cần rồi thì bạn A là thank you for your answers. Cảm ơn vì đã trả lời câu hỏi của tớ. Và bạn C nói là you are welcome. Là không có gì đâu. Rồi vừa rồi đây chúng ta cùng nhau lắng nghe đoạn hội thoại giữa bạn A, bạn B và bạn C. Và nhiệm vụ của bạn A đó chính là hỏi để biết thông tin về nghề nghiệp của hai bạn B và C. Thông tin nghề nghiệp của bố mẹ của bạn A và bạn B và bạn C và nơi mà họ làm việc đúng không nào? Và chúng ta cũng biết được là bố của bạn B thì là nông dân và ông ấy làm việc trong cánh đồng, còn mẹ của bạn B thì là một y tá và bà ấy làm việc trong bệnh viện. Còn với bạn C thì sao ạ? Bố bạn C là một bác sĩ và ông ấy cũng làm việc trong bệnh viện. Và mẹ của bạn C thì là gì các con? Là một giáo viên và bà ấy đang giảng dạy ở một trường tiểu học. Vậy chúng ta sẽ cùng nhau quay lại cái bài tập của chúng ta ngày hôm nay. Vậy cái người đầu tiên được nhắc đến ở đây là bạn B đúng không nào? Vậy bố của bạn B hay là mẹ của bạn B được nhắc đến đầu tiên đây các con? Là bố của bạn B được nhắc đến đầu tiên đúng không nào? Bạn B nói là my father is a farmer. Bố của tớ là một nông dân và ông ấy làm việc trong cánh đồng. Vậy cái bức tranh nào ở đây diễn tả là người nông dân đó con? Chính là bức tranh C. Vậy ý C ở đây sẽ là chúng ta sẽ đến số 1 vì cái bức tranh này xuất hiện đầu tiên. Đến số 2 là nói đến mẹ của bạn B. Mẹ của bạn B là đây có hai công việc của nữ đấy ạ. Mẹ của bạn B là giáo viên hay mẹ của bạn B là y tá các con? Các con cố gắng nhớ xem nào. Vừa dễ cô dịch là mẹ của bạn B là, bạn ấy nói là she's my mother is a nurse. Mẹ tớ là một giáo viên. Mẹ tớ là một y tá. Vậy bức tranh nào thể hiện là y tá nhở? Chỉ là bức tranh A. Vậy số 2 mình sẽ điền vào bức tranh A. Đến bức tranh nào, đến số thứ 3 nào. Sau khi nói xong hỏi xong của bạn B rồi thì bạn A bắt đầu hỏi đến bạn C. Và A hỏi C cái câu nào đầu tiên nhở? Hỏi là bố của cậu làm gì vậy đúng không nào? Hỏi bạn C là what does your father do? Bố của cậu làm gì? Thì bạn C bạn nói là bố của tớ làm bác sĩ. Nói là he's a doctor. He works in a hospital. Là ông ấy làm bác sĩ này. Ông ấy làm việc ở trong một bệnh viện. Vậy các con nhìn trong đây bức tranh nào là bức tranh chỉ thể hiện bác sĩ nhở? Chỉ còn bức tranh D thôi đúng không nào? Vậy bức tranh D này chúng ta sẽ đánh số 3. Và bức tranh cuối cùng còn lại sẽ là bức tranh số 4. Và bức tranh này là thể hiện là nghề nghiệp của ai ạ? Mẹ của bạn C đúng không nào? Vì bạn C nói là mẹ của bạn ấy đang là giáo viên dạy ở công tác ở một trường tiểu học. Rồi vừa rồi cô và các bạn đã cùng nhau hoàn thành bài tập thứ 4 là bài tập Listen and Number. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến bài tập số 5 của bài Lesson 2 ngày hôm nay nhé. Bài tập số 5 là gì đấy ạ? Look and write. Là chúng ta sẽ cùng nhau nhìn vào bức tranh này và cùng nhau viết cho cô. Bức tranh này là thể hiện cái gì đấy ạ? Tất cả một số nghề nghiệp các con. Đầu tiên đây là nghề nghiệp gì đấy? This is Aunt's mother. Đây là mẹ của Aunt. Và chúng ta thấy bức tranh số 2 là this is Aunt's father. Đây là bố của Aunt. Chúng ta nhìn vào đây ạ. Vậy chúng ta sẽ làm lần lượt từ bức tranh 1 đến bức tranh 2 nhá. Các con nhìn cho cô, vậy mẹ của An ở đây đang làm nghề gì đấy các con? Mẹ của An đây đang làm một y tá đúng không nào? Vậy mình có thể viết là this is An's mother. She is một y tá là gì nhỉ? Một từ y tá mình học rồi ấy. She is a nurse. Cô ấy là một y tá, bà ấy là một y tá. Vậy một y tá, người y tá làm y tá thì mình làm việc ở nơi nào các con? Tất nhiên là chúng ta làm ở trong bệnh viện rồi. Vậy trong bệnh viện mình sẽ nói thế nào nhỉ? She works in a hospital. Cô ấy, bà ấy làm ở trong bệnh viện. Đến bức tranh thứ hai nào. This is Aunt's father. Đây là bố của An. Các con xem bố, các con đoán xem bố của An làm nghề gì mình dựa trong bức tranh này nhỉ? Ông ấy đang thu hoạch ngô đúng không nào? Vậy những người mà làm việc về nương rẫy thu hoạch ngô, lúa gạo như thế này mình gọi là gì nhỉ? Nông dân. Vậy nông dân thì mình có từ
farmer. Câu số 2 này mình có thể viết là this is Ann's father. Đây là bố của Ann. Ông ấy là một người nông dân. Mình sẽ viết là he is a farmer. Ông ấy là một người nông dân này. Và người nông dân thì chúng ta làm việc ở đâu các con? Làm việc trên cánh đồng. Vậy ông ấy làm việc trên cánh đồng mình viết là gì nhỉ? He works in a field. Ông ấy làm việc trên cánh đồng. Rồi các con nhớ kỹ cho cô nhá. Đây bài tập số 5 này là giúp các bạn có thể dựa vào trong cái bức tranh này để đoán xem được là người ta làm công việc gì. Và từ công việc đấy các bạn có thể suy ra được nơi người ta làm việc. Ví dụ như là y tá thì nơi làm việc chắc chắn sẽ là bệnh viện. Hoặc là nông dân thì nơi làm việc sẽ là trên cánh đồng. Hoặc là nếu mà là giáo viên thì nơi làm việc ở trên trường học. Hay là công nhân nhà máy thì sẽ là, công nhân thì sẽ nơi làm việc ở trong nhà máy. Rồi bài tập số 5 cũng là bài tập cuối cùng trong bài lesson 2 ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến phần tổng kết để xem là chúng ta qua bài học lesson 2 này thì các bạn cần chú ý cái gì cho cô nhá. Ok, what have we learned today? Hôm nay chúng ta học cái gì? Qua cái bài lesson 2 này các bạn hôm nay học được cái gì nhỉ? Đầu tiên là chúng ta học được về asking about job places. Cái quan trọng nhất của bài học ngày hôm nay đấy ạ, là chúng ta đã học được về cấu trúc hỏi được là một nghề nghiệp người ta làm việc ở đâu, nơi mà người khác làm việc. Ví dụ như là người ta hỏi là một người nông dân thì làm việc ở đâu này, một người bác sĩ làm việc ở đâu, hay một người công nhân làm việc ở đâu. Chúng ta đều phải học cái cấu trúc này. Và đây là chính là cấu trúc quan trọng nhất mà trong bài lesson 2 ngày hôm nay người ta muốn nhấn mạnh và cô muốn các bạn chú ý đến. Và đến đây cũng là phần cuối của bài học ngày hôm nay rồi. Cô mong các bạn về nhà sẽ học thật kỹ cho cô cấu trúc của không chỉ bài lesson 2 ngày hôm nay và của cả bài lesson 1 của các buổi trước để chúng ta có thể chuẩn bị tốt nhất cho bài lesson 3 là bài tổng kết nhá. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Khóa học Việt Jack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Jack.